múc múc không em? Ôi giờ này thế á, chắc vừa ngủ dậy. Múc thôi. Hôm qua có người hỏi sao? Đúng rồi, hôm qua có ông nào ông cứ bảo là thích cây này. Chủ đây có phải cái đâu đấy, báo giá rồi còn gì nữa, báo giá ở trên thế rồi còn gì nữa đấy. Còn cây này thì cây mới thì bao nhiêu? Con này 60 rồi. Thế bao giờ mới được, chờ đại gia thích đấy, nhìn thích đấy, nhiều đầu thì nó thích đấy. Rồi con này bán rồi nhưng mà nó chưa nhận lời, nhưng mà chưa chuyển khoản, đang đợi Covid. Bán 35 triệu. Nhưng mà bán trên mạng hay là bán chịu ở nhà? Đây. À, chịu khúc à? Ông nào chơi khúc, chơi máu, máu gấu đấy. Bán cho ông nào chịu khúc. Giá viên ông Việt nhận rồi, không nào nhé. Đấy, cái này khoảng 2 năm nữa mà cút nó bằng ngón tay này này. Chảy ra, về đó. Đấy, mặt này nhìn thích. Được của nó 5 triệu. Được của nó 35 đồng. Vệ sau đẹp. Đẹp đấy. Đây đã 2 năm nữa rồi cái tay cút trong bằng này. Ôi, kéo tay chỉ kéo chảy xị, kéo xi nhanh lắm mà. Có lâu làm răm thôi chứ còn kéo thân kéo bệ thì khủng khiếp. Nó rút nhanh. Rồi chơi phôi là sướng rồi. Thế lại không thành được cái này à? Chưa thấy, coi chưa thấy gọi điện. Thấy nó bình luận em nhảy vào em bảo còn mấy mà chưa thấy gì. Nó rớt cái này các bạn. Không thấy điện. Chắc chưa thiện chí. Cũng nhiều ông con rén lắm. Nhà đẹp nó được có 4 mặt. Đấy. Ý diện. Mặt kia phê lắm, mặt kia phê. Đấy. Đâu cho cái chậu nó nhỏ thôi, nhà đẹp. Còn cây này thì vẫn 25 nhỉ? Vâng, 25. Cây đẹp là cứ phải chờ người thiện chí. Không nhanh vô. Còn bán thì thiếu gì cây bán. Đồ này này, chơi những đồ này mà nuôi này trở đẹp à. Nhẹ nhàng nó khoảng 4-5 cân mới. Đó tiền cục ấy. 6 triệu. 6 đồng. Con này được ở nhà được coi tháng rồi, được ở nhà tháng rồi nó khác hẳn. Sáng sủa hơn hẳn. Đấy, quay lại cái ông 25 đồng này đấy. Đấy, có con này là thích này. Hồng Ngọc Mai kia bao nhiêu? Hồng Mai 3 triệu. 3 triệu, đấy, nhiều hoa thế nhỉ. Đấy, hết mùa rồi vẫn còn hoa thế kia. Còn con này thì bao nhiêu? Con này 42 triệu. 42. 42 đồng. Ông thấy giá trị không? Hàng khô. Khô. 42 triệu.
42 tỏi. Đấy, ông nhìn kỹ cây 42 đồng đấy nhá. 42 đồng chứ không phải 4 đồng 2 đâu. Ok đấy. Con này con năm đầu trước đấy. À. Này thì nó sẽ mái hơn nhiều. Đấy, nhưng mà con này thì bao tiền? 25 triệu. 25. Đấy. Đấy, năm đầu. Ok, tí nữa sang kia quay mặt kia. Đấy, còn cây hôm trước thì nay đã nảy như này rồi. Nhanh, nhảy, nảy nhanh chưa? Nhiều hôm xem mình cứ gọi hỏi là điền thì quê, của quê thì có ra đấy. Điền thì mới chung. Bánh của anh ra này. Nhá. Chén đi bác. Điền thì phải mấy chung. Đúng rồi. Hay được cái cổ này nhỉ? Cổ, chết tiền cái cổ. Vẫn là 6 đồng nhỉ, đúng nhỉ? Vâng. 6 đồng. Đấy, số thân này được. Đấy. Cái cổ trẻ nhìn này khác gì điền đâu. Đá đẹp. Đấy. Vừa nãy không làm việc xong cây của Dũng à? Ừ, Dũng em già đến 38 giờ mà không trôi được, không thể trôi cái cục đi 10-10 này gì? Thấp thấp kìa, vẫn ở trên xe ấy thì 38 rồi không xuôi. Căng thế nhỉ? Căng quá. Đây còn nuôi còn phướt. Nhất định phải đòi 4 à hay là bao nhiêu? Đòi 4,5. Thế về khó có cửa lắm. Đòi 4,5 cũng ra nữa. Cơ bản là về mình không có à... Chứ người chơi thì nó gì đúng không? Đấy là đẹp. Bảo người chơi thì bao nhiêu trở được, nhưng mình về mình còn phải ra tiền chứ. Mua chứ. Đấy, cái cây này thì bao nhiêu cái giấy này? Cái này 8 triệu. 8 triệu. Đấy. Rất nghệ thuật, rất đầy đặn rồi. Vị có hoa này, lấy hoa này. Rồi, giờ nắng lên cái nắng ra lên là bắt đầu ra đấy. Tím Huế. Tím thành tranh kìa, mà thành cái gì vứt bỏ đồng lô. Đấy. Bà tiên về ra nhanh này. Nhanh thì 2,5 triệu. 2,5 triệu. Đấy, nhiều quả chứ. Như kiểu lọ hoa nhỉ. Cô đề danh nhá. Đấy, lọ hoa, lọ quả, chơi lại bền. Nứa này là đến Tết, chín là đẹp, chơi Tết. Khỏi phải đào mới quất luôn. Ừ. Tết là chín đỏ. Thích thì vặt nhuộm sôi được. Đó, còn cá vài bữa là xong. Đó, còn ông này. Đứa này đến Tết mới chín. Ông đi chơi này thì vẫn còn thấy đẹp đó. Ở trong này. Đấy được bảo bao tiền quên bố. Đấy thầy cái trâu tròn mà có khi 18 triệu. 18. Đấy, êm ái. Thích nhiều người thích, nhiều người hỏi nhưng nó chưa tới. Chưa tới tiền ra. Phải thiện chí vào, phải sục sôi vào. Nếu hỏi vui vui thì khó lắm. Quê nó là quê thủ quý, quê đẹp. Ông nào cũng phải nhảy dựng nhưng mà không mua là không chịu được ấy. Đấy, 3 triệu bạc. Đấy, ông 18 triệu này là ông nào là về là chơi luôn. Không biết, chơi. Mà không biết làm nhưng mà lại nhà to to, về về. Quá đẹp rồi. Vừa tập chơi. Đó, bây giờ là bây giờ một cái phôi điền nó đã mấy chục triệu rồi. Cái này có cái lọ hay phết đấy nhỉ? Móc méo này hay phết. Liệu có phải đồ cổ không? Thấy có mấy cái đinh tán đấy mà. Ông nào ông ý chuyên gia đồ cổ, ông thấy ông vớ ngay. Về ông chỉ lấy cái lọ thôi. Đây có mấy cái đinh đây mà. Đinh tán ngày xưa ấy. Hay đấy nhỉ? Đó này, có được cái đinh. Nhôm nha. À thế à? Nhôm phải nhôm không? Đâu, đây là ấy, sành. Sành, sành đất nung ấy. Đây chắc làm hai cái gì ấy. Cũng cần ăn cũng nhiều năm hết rồi. Ừ. Đó. Ngày chuyên gia đồ gốm thì mới tổng định. Ừ.
nhiều năm hết. À, triệu nhìn chơi hơn mà chơi hoa nhỉ. Xuân xuê. Chơi quả thôi, được nhiều quả. Đấy, bền, rất là bền. Để cái trong... quả này đến Tết, chơi đến Tết, đến chơi thôi. Tết mới chín. Đứa quả này từ tháng 4 đi. Mua về là tiết kiệm được tiền hoa thì giờ đến sau này. Tết còn phải chơi đào chứ quất là gì. Đấy, mặt sau của cái giấy đây. Sạch sẽ rồi đấy. Kiếm được con giấy có bệ. Kiếm hết. Móc này móc cái này. Đấy, bây giờ mà rũ ra là đầy đủ. Ok đấy. Đấy, lại phải lùa cho các ông cái số ở đây không có. Các ông lười xem lắm. Thôi mẹ, đéo đọc số này thôi. Rồi đấy bẩn lắm. Lại đọc lại cái số, bọn nó cứ bảo mình là không có số. 097 097 515 515 6620 6620. Lại xem thì nhớ mở tiếng lên nhé. Rồi, để sang bác ấy này.